Han Ye-sun, ngôi sao sáng giá trở thành con ghẻ quốc dân. Ngày xưa, khi nhắc đến Han Ye-sun, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến các mỹ tư, đẹp, giàu, giỏi, nhưng lại chảnh và thiếu trách nhiệm. Trong suốt chặng đường hoạt động của mình, Han Ye-sun quả thật gặt hái không ít thành công. Song bên cạnh đó, cũng lắm lần vướng phải lận đận chỉ vì thần thái quá kiêu kỳ, cùng gương mặt bị cho là vô cảm. Han Ye-sun sinh ra và lớn lên ở khu nhà giàu tại thành phố Los Angeles, California. Năm 20 tuổi, cô trở về Hàn Quốc tham dự cuộc thi Supermodel Contest do đài truyền hình SBS tổ chức vào năm 2001. Nhờ vóc dáng thanh tú, gương mặt xinh đẹp cùng thần thái sang chảnh không phải dạng vừa, Han Ye-sun xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Han Ji-hye, Gong Hyun-ju và So Ji-hyun để giành chiến thắng cao nhất tại cuộc thi năm đó, đồng thời tiến vào giới giải trí Hàn Quốc với vai trò người mẫu. Sau 2 năm không ngừng khẳng định tên tuổi bằng cách liên tục tìm kiếm cơ hội, được sải bước trên các sàn diễn thời trang và trở thành gương mặt đại diện cho một số thương hiệu nổi tiếng, Han Ye-sun mới chính thức chạm ngòi diễn xuất với vai diễn lớn đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia góp mặt cho bộ phim sitcom ăn khách Nonstop 4 phát sóng vào năm 2003. Bạn diễn của Han Ye-sun lúc bấy giờ chính là nam tài tử điển trai Hyun Bin trong vai Lee Min-gyu, một chàng sinh viên đại học vướng vào mối tình tay ba rắc rối với Han Ye-sun và nam ca sĩ thần tượng Andy nhóm Shinhwa. May mắn sở hữu gương mặt xinh xắn, ăn hình cùng lối diễn xuất tự nhiên, Han Ye-sun nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả xem đài. Điều này giúp cô tiếp tục có cơ hội đồng hành cùng Nonstop 5 vào năm 2004, sau đó là một số bộ phim đáng chú ý như Cô Vĩ Hồ Ngoại Truyện 2004 và Bão Mùa Hè 2005. Vốn trẻ tuổi, là nhiệt huyết với nghiệp diễn, Han Ye-sun luôn cố gắng xuất hiện đều đặn trong ít nhất một tác phẩm vào mỗi năm. Dù chưa thật sự nhận được sự tin tưởng của đạo diễn cho các vai chính, đồng thời không ít lần phải nghe những lời đánh giá không hay khi cô chỉ là một người mẫu quảng cáo chứ không phải là một nữ diễn viên thực thụ, Han Ye-sun vẫn không hề cảm thấy phiền lòng mà tiếp tục cho thấy sự kiên trì bền bỉ của mình. Thậm chí để có thể tập trung vào 100% cho sự nghiệp diễn xuất ở Hàn Quốc, Han Ye-sun còn khiến giới truyền thông và công chúng không khỏi bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ quốc tịch Mỹ và chính thức nhập tịch Hàn Quốc vào năm 2004. Cuối cùng, nhờ sự cố gắng và ý chí quyết tâm mãnh liệt, Han Ye-sun đã đạt được kết quả xứng đáng. Năm 2006, Han Ye-sun may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn bộ phim Cặp đôi kỳ lạ để được đảm nhận vai nữ chính đầu tiên trong sự nghiệp. Tuy nhiên, ý thức được đây chính là cơ hội ngàn năm có một của mình, Han Ye-sun đã cố gắng tận dụng tất cả những gì đã học hỏi và đúc kết được sau 3 năm tập diễn để thể hiện trọn vẹn sự tinh ma, đỏng đảnh nhưng cũng không kém phần điên điên của nữ tài phiệt Anna Jo khi mất trí nhớ. Với những tiền bối có nhiều kinh nghiệm trong nghề, Anna Jo có thể là một vai diễn hết sức bình thường, nhưng với riêng Han Ye-sun, đây chính là cơ hội đặc biệt và thử thách lớn để cô bước ra khỏi định kiến của người đời về một người mẫu đóng phim, đồng thời xứng đáng được công nhận là một diễn viên có năng lực thật sự. Vẫn là chủ đề mất trí nhớ muôn thuở của điện ảnh Hàn Quốc, nhưng vì sao Cặp đôi kỳ lạ lại thành công đến vậy, thậm chí còn là bước ngoặt để đời giúp Han Ye-sun trở thành ngôi sao sáng giá. Có thể nói, tất cả là nhờ nghệ thuật tạo dựng tình huống hết sức độc đáo, tài tình của biên kịch và đạo diễn, cũng như sự nhập vai tròn trịnh của dàn diễn viên chính. Ngay trước khi bộ phim lên sóng, ai cũng nghi ngờ về thực lực của Han Ye-sun và đặt ra nghi vấn liệu người đẹp quảng cáo như Han Ye-sun có đủ sức cân được vai diễn nặng đô này. May mắn thay, câu trả lời là có. Bằng sự cố gắng và quyết tâm mãnh liệt của mình, Han Ye-sun đã cho thấy nếu không phải là cô, không ai có thể hóa thân vào vai Anna Jo hoàn hảo đến vậy. Có thể nói, 50 sắc thái của Anna Jo được Han Ye-sun thể hiện một cách nhập tâm đến mức khán giả gần như bị thu hút tuyệt đối vào bộ phim. Nhờ màn lột xác ngoạn mục này, Han Ye-sun đã đạt được quả ngọt đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất khi được xướng tên cho giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và cặp đôi được yêu thích nhất cùng bạn diễn Oh Ji-ho tại lễ trao giải phim truyền hình MBC năm 2006 và lễ trao giải nghệ thuật Best Song năm 2007. Không chỉ thế, Han Ye-sun cũng hoàn toàn thoát khỏi định kiến người đẹp đóng phim mà trước đây luôn bị dư luận gán ghép, đồng thời có cơ hội được lấn sân sang màn ảnh rộng với tác phẩm điện ảnh đầu tay Cô Nàng Đào Mỏ. Bộ phim này tiếp tục mang về cho cô giải thưởng nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải đại chúng và giải điện ảnh rồng xanh được tổ chức cùng năm. Thời gian sau đó, sự nghiệp của Han Ye-sun không ngừng thăng hoa như diều gặp gió. Cô liên tục được mời góp mặt trong những bộ phim truyền hình Anh khác như Taxa năm 2008 và Tuyết Vẫn Rơi năm 2009. Scandal tai tiếng nhất trong sự nghiệp. Nhưng tưởng lúc này sẽ chẳng điều gì có thể ngăn cản được sự phát triển vượt bậc của Han Ye-sun trong giới giải trí và cô sẽ trở thành ngôi sao sáng giá được các đạo diễn hết mực săn đón. Song đến năm 2011, mọi chuyện bắt đầu đi lệch quỹ đạo khi Han Ye-sun chính thức dính phốt đầu tiên, đồng thời cũng là scandal tai tiếng nhất trong sự nghiệp của mình. Lúc bấy giờ, Han Ye-sun được giao trọng trách thể hiện vai chính Han Myung-won trong bộ phim Spy Myung-won vào tháng 7 năm 2011. Dù được bảo chứng bởi tên tuổi như Eric và Han Ye-sun, nội dung hấp dẫn của bộ phim Spy Myung-won vẫn không thể thoát khỏi cảnh ế ẩm, với rating liên tục giảm đều qua từng tập. Điều này đã làm đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim gần như phát sốt. Trước khởi đầu không mấy thuận lợi, hàng loạt mũi tên công kích không ngừng chĩa thẳng về phía nữ chính là Han Ye-sun. Chỉ vì những tin đồn cho rằng cô không muốn xuất hiện trong các hoạt động tuyên truyền, nên Spy Myung-won đã không được quảng bá rầm rộ như dự kiến.
Đồng thời, thái độ làm việc thiếu hòa nhã, lại hay yêu sách của Han Ye-seon cũng khiến không khí đoàn làm phim luôn căng thẳng và không đạt được hiệu quả như mong muốn. Dù phía công ty quản lý luôn cố gắng bảo vệ gia nhà, làn sóng chỉ trích Han Ye-seon vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Câu chuyện ngày càng căng thẳng khi Han Ye-seon bất ngờ không có mặt tại phim trường như kế hoạch ban đầu. Cô hoàn toàn cắt đứt liên lạc với ekip sản xuất Spy Myung-won, khiến kế hoạch lên sóng của bộ phim bị hoãn lại, kéo theo nhiều rắc rối khác. Chưa dừng lại ở đó, ngày hôm sau, báo giới Hàn Quốc đưa tin Han Ye-seon đã rời khỏi Hàn Quốc và bỏ trốn sang Los Angeles mà không hề thông báo cho các đồng nghiệp và nhân viên trong đoàn. Hành động này của Han Ye-seon khiến nhiều người không khỏi bức xúc, đồng thời chỉ trích cô vô trách nhiệm, thiếu chuyên nghiệp và chảnh chọe. Ngay khi vừa đặt chân đến Mỹ, Han Ye-seon đã thông qua một tờ báo giải trí và lên tiếng giải thích về những rắc rối với đoàn làm phim Spy Myung-won. Cô cho biết, chính vì lịch trình quay cuốn chiếu quá khắc nghiệt cùng môi trường làm việc thiếu thốn đã dẫn đến sự bất đồng giữa cô và ekip. Tuy nhiên, Han Ye-seon cũng đồng thời phủ nhận cô không hề đưa ra yêu sách hoặc gây bất cứ cuộc tranh cãi nào với đạo diễn bộ phim. Trở về Mỹ trong thời gian sau này chỉ vì cô cần nghỉ ngơi do chế độ làm việc quá hà khắc khiến cô kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác. Không chỉ thế, Han Ye-seon còn tuyên bố rời khỏi Spy Myung-won sau khi bộ phim mới lên sóng 10 tập đầu tiên. Vì sự rút lui đột ngột của nữ diễn viên, Spy Myung-won đã không thể tiếp tục phát hành tập 11. Phía KBS lập tức cho thấy động thái quyết liệt của mình khi kiên quyết khởi kiện Han Ye-seon bằng mọi giá vì sự thiếu trách nhiệm và không tôn trọng công sức của những thành viên trong đoàn. Với quả bom chấn động do chính mình gây ra, Han Ye-seon là trường hợp diễn viên chính đầu tiên trong lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc quyết định bỏ vai khi bộ phim đang đi được một nửa đoạn đường, không vì lý do sức khỏe hay tai nạn. Chính vì thế, cuộc đào tẩu của Han Ye-seon không hề diễn ra suôn sẻ. Giới truyền thông và công chúng yêu cầu cô phải trở về Hàn Quốc, đưa ra lời xin lỗi chính thức và tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình. Trước làn sóng chỉ trích kịch liệt của dư luận, Han Ye-seon nhanh chóng nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cô lập tức sửa sai bằng việc trở lại phim trường, đồng thời công khai xin lỗi đoàn làm phim và khán giả màn ảnh nhỏ. Dù vậy, hình ảnh đẹp đẽ mà Han Ye-seon vất vả gây dựng bấy lâu nay nhờ thắng cuộc thi người mẫu cùng các vai diễn thành công trong series phim Non Stop và cặp đôi kỳ lạ đã hoàn toàn sụp đổ. Từ nữ hoàng quảng cáo và nữ diễn viên được yêu thích nhất, Han Ye-seon lập tức trở thành con kẻ quốc dân. Đây cũng là lúc cái mát chảnh chọe và bệnh ngôi sao chính thức gắn liền với sự nghiệp của người đẹp. Trên thực tế, bên cạnh những lời chỉ trích và chê bai của công chúng, một số nhân vật tên tuổi trong giới diễn viên đã thể hiện sự ủng hộ với hành động to gan lớn mật của Han Ye-seon. Từ trước đến nay, tình trạng quay phim khắc nghiệt trong môi trường làm việc nghèo nàn khiến nhiều diễn viên và nhân viên đoàn làm phim không ít lần kiệt sức, phải nhập viện vẫn luôn là đề tài nhức nhối trong giới giải trí Hàn Quốc. Song hầu hết các nghệ sĩ đều ngậm đắng nuốt cay và cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Han Ye-seon là một trong số ít những người dám đứng ra chống lại chế độ làm việc hà khắc đó. Chỉ có điều, cách làm của cô hoàn toàn phản tác dụng, dẫn đến việc bản thân bị ghét bỏ và không ngừng hứng chịu sự tẩy chay dữ dội từ công chúng. Từng bước thay đổi hình tượng. Cuối cùng, để trả giá cho hành động bồng bột của mình, Han Ye-seon phải im hơi lặng tiếng suốt 3 năm mới dám trở lại làng giải trí với bộ phim Mỹ Nữ Tái Sinh năm 2014. Tuy nhiên, vốn đang là cái gai trong mắt thiên hạ, màn tái xuất của cô không được người xem đón nhận, khiến rating bộ phim thấp đến thảm hại. Đầu năm 2016, Han Ye-seon lại tiếp tục cố gắng chinh phục trái tim khán giả bằng vai diễn thầy bói quyến rũ trong bộ phim Quý bà Antony. Dù không đạt được thành công như mong đợi, song ít nhất, Han Ye-seon cũng có cơ hội cho công chúng thấy cô đã thật sự thay đổi, không còn là nữ diễn viên mắc bệnh ngôi sao, ích kỷ, cứ thất bại là bỏ trốn. Giờ đây, Han Ye-seon luôn chăm chỉ xuất hiện trên màn ảnh nhỏ để một lần nữa xứng đáng được đón nhận tình yêu của khán giả xem đài. Bên cạnh những người đồng ý chấp nhận sự trở lại của Han Ye-seon, vẫn có không ít cộng đồng anti-fan vẫn còn hiềm khích vì những lần làm lỗi của cô trong quá khứ. Song điều này cũng không hề khiến nữ diễn viên sinh năm 1981 phiền lòng. Không chỉ chuyên tâm vun đắp cho nghiệp diễn, Han Ye-seon cũng đồng thời tích cực hoạt động với vai trò người mẫu quảng cáo, con đường đầu tiên dẫn dắt cô bước chân vào giới giải trí. Đã lỡ mang tiếng chảnh, Han Ye-seon vận dụng luôn hình ảnh này để biến thành nữ hoàng sự kiện. Trong những lần chụp hình quảng cáo hay tham dự sự kiện giải trí, Han Ye-seon liên tục khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền cùng lối trang điểm đậm, tạo điểm nhấn, khiến ngay cả những người tuyên bố ghét cô nhất cũng không thể rời mắt. Nhờ vậy, Han Ye-seon luôn được đánh giá là một trong những nữ diễn viên có gu thời trang chất nhất showbiz Hàn Quốc, đồng thời nhiều lần lọt vào top sao đẹp tại các sự kiện trong và ngoài nước. Quý cô độc thân đắt giá. Dù ai đánh giá thế nào, Han Ye-seon của tuổi U40 sau khi trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp đã quyết định sống đúng đắn với con người thật của mình và hướng đến hình ảnh một bà chị cá tính, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi điều với các cô em xinh đẹp để họ thấy rằng bất cứ ai vấp váp trong cuộc đời đều có thể đứng dậy và gặt hái thành công nếu thật sự có bản lĩnh và ý chí mạnh mẽ. Bởi Han Ye-seon đã làm được điều đó, ngay khi bị chỉ trích vì tuổi trẻ bốc đồng, thất bại sau hàng loạt bộ phim đánh dấu sự trở lại và bị bạn trai, nhà sản xuất nhạc Teddy đã vì không chịu nổi khi hẹn hò với người nổi tiếng, Han Ye-seon vẫn từng bước chậm rãi vượt qua mọi trở ngại trong cuộc sống, rút ra nhiều bài học và tiếp tục chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp, đồng thời trở thành một trong những đại gia có tiếng của showbiz khi sở hữu trong tay nhiều bất động sản hoành tráng ở cả Hàn Quốc lẫn Mỹ.
Với lối nói chuyện tự nhiên, không cần dùng đến kính ngữ, lại thẳng thắn công khai gia tài bạc tỷ của bản thân, Han Ye-seon từ một nữ hoàng sự kiện bỗng chốc trở thành một bà chị cá tính, lại chịu chơi, không ngại chia sẻ bất cứ điều gì với cộng đồng người hâm mộ, đồng thời cũng là các cô em gái xinh đẹp của mình. Điều này đã giúp Han Ye-seon ngày càng ghi điểm trong mắt công chúng. Thậm chí một số ý kiến còn cho biết, vì quá bất ngờ trước sự thân thiện và giản dị của cô, họ gần như không nhớ đến hình ảnh của một Han Ye-seon xa hoa, lộng lẫy với chiếc mắt sang chảnh to tướng, cũng như quên luôn cả những scandal gắn liền với tên tuổi của Han Ye-seon nhiều năm trước.